Thời gian qua, trên phương tiện truyền thông đề cập nhiều bài viết về bản án dân sự sơ thẩm số 08/2015/JS-ST ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Bảy, sinh năm 1956, là Việt Kiều Mỹ, tạm trú số 131/1 Phan Đình Phùng, Đà Lạt, Lâm Đồng. Kiện đòi tài sản và chia tài sản chung với bị đơn là bà Lê Thị Xuân Thảo, sinh năm 1956, trú quán khu phố 9, Phước Mỹ, Phan Rang, Ninh Thuận. Dư luận cho rằng, việc tuyên án của Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có nhiều bất ổn và không có căn cứ pháp luật. Khi biết được bản án dân sự sơ thẩm số 08/2015/JS-ST đưa ra thi hành án dân sự, bà Lê Thị Như Lan, sinh năm 1958, cũng là Việt Kiều Mỹ, và ông Bảy, chị bà Thảo, người có nghĩa vụ liên quan, đã có đơn đề nghị các cấp kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm để hủy bản án sơ thẩm đã có hiệu lực với lý do bà không phải là người chủ sở hữu khối tài sản lớn này. Thế nhưng, ngày 3 tháng 1 năm 2019, Viện Kiểm soát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh có thông báo số 86/TB-VKS-JS về việc không kháng nghị giám đốc thẩm, và ngày 28 tháng 10 năm 2019, Tòa án Nhân dân tối cao có thông báo số 376/TB-TA giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm trả lời không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án dân sự sơ thẩm nêu trên. Sau khi nhận được đơn kêu oan của bà Lê Thị Xuân Thảo, nhóm phóng viên báo điện tử Tầm Nhìn đã tiến hành thu thập các tài liệu, làm việc với các cơ quan tố tụng ở Lâm Đồng, bà Thảo và một số đương sự khác. Những lời trình bày của họ hoàn toàn khác và trái lại với lời khai được tòa án sử dụng làm chứng cứ để xét xử. Bà Thảo và ông Trần Văn Ruộng là chồng khẳng định 98 năm, cô có lên đây cô mua một cái giường là 135 chỉ vàng. Rồi đó là tiền của cô mua. Chứ không có ai mà đưa tiền cho cô mua hết, không có ai hết á. Cũng như tiền của vợ chồng cô là làm ra rồi, cũng như lên đây là mua giường cho con cháu nó làm á. Bà Lan khai, tài sản mà 263 tổ 12 thôn Lâm Tuyền là không phải tài sản của tôi, hoàn toàn là không phải tài sản và không có tên tuổi, và tôi cũng không có biết về cái tài sản đó. Vậy mà đưa tôi vô một cái, bắt tôi, buộc tôi giống như là khủng bố, chụp mũ tôi để mà tôi nhận cái căn nhà đó để mà chia cho ông chồng cũ của tôi. Tôi không đồng ý cái bản án đó. Còn ông Lê Lạc là người có nghĩa vụ liên quan cũng cho rằng: tôi không có nhận 135 chỉ vàng để mua nhà cho thầy Bảy với cô Lan. Mà cái điều đó nếu mà tòa mà nói vậy là vu khống, không có căn cứ, mà không có đúng. Đối chiếu lời trình bày của các đương sự trên, chúng tôi nhận thấy đây là vụ án đòi tài sản liên quan đến việc tranh chấp quyền sở hữu thửa đất được Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số SO-74305 ngày 23 tháng 5 năm 2001 đã cấp cho bà Lê Thị Xuân Thảo. Nhưng Tòa án tỉnh Lâm Đồng chỉ dựa vào lời khai của đương sự trong hồ sơ vụ án để xét xử. Các chứng cứ khác như giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Văn Bảy và bà Lê Thị Như Lan với vợ chồng ông Nguyễn Văn Ẩm và bà Đinh Thị Xuân ngày 20 tháng 5 năm 1998 và tài liệu khác chỉ là bản photo, không có công chứng hoặc chứng thực nên không xác định là chứng cứ. Theo pháp luật quy định, lời khai của đương sự chỉ được sử dụng làm chứng cứ khi phù hợp với các chứng cứ khác của vụ án. Theo luật sư Nguyễn Hữu Phúc thuộc Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng, đây là vụ án dân sự kiện đòi chia tài sản, nhưng Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chủ yếu dựa vào lời khai của các đương sự, còn giấy chứng nhận quyền, giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất và một số giấy tờ khác chỉ là bản photo, không có công chứng và chứng thực theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại điều 83 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 quy định, xác định chứng cứ ở khoản 1, các tài liệu đọc được, nội dung được coi là chứng cứ và nếu là bản chính hoặc bản sao có công chứng chứng thực hợp pháp hoặc do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cung cấp và xác thực xác nhận. Ở khoản 2,
Các tài liệu nghe được, nhìn được coi là chứng cứ nếu được xuất trình kèm theo các văn bản xác nhận chứng cứ của tài liệu đó hoặc văn bản về việc có liên quan tới việc thu âm, thu hình đó. Mặt khác, theo thông báo số 86/TB-VKS-JS về việc không kháng nghị giám đốc thẩm của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh và thông báo số 376/TB-TA của Tòa án Nhân dân tối cao lấy lý do bà Thảo không cung cấp chứng cứ chứng minh việc thanh toán bằng vàng khi mua thửa đất trên, nên không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm là có nhiều bất ổn, chưa thật sự khách quan và công tâm với trách nhiệm là cơ quan nghiệp vụ cấp trên và cơ quan theo dõi việc giám đốc thẩm của các bản án đã có hiệu lực pháp luật ở cấp dưới. Bởi lẽ, Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số SO74305 ngày 23 tháng 5 năm 2001 cho bà Lê Thị Xuân Thảo chắc chắn đã đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật. Theo công văn 1096/UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012, theo thông báo trên, Tòa án Nhân dân tối cao còn cho rằng Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện các thủ tục tống đạt, niêm yết công khai giấy triệu tập, thông báo hòa giải, quyết định đưa vụ án ra xét xử cho bà Thảo và những đương sự có nghĩa vụ liên quan là đúng pháp luật. Nhưng thực tế, hầu hết các đương sự trong vụ án như bà Thảo, bà Lan, ông Ruộng, anh Nguyễn Văn Lạc và chị Bùi Thị Lệ Thu, vợ chồng con trai bà Xuân, đều cư trú ở nơi khác. Từ trước đến nay, họ đang cư trú tại địa phương, nhưng họ không hề nhận được các văn bản tố tụng của tòa án, cũng như không biết được việc công khai các văn bản trên tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã hoặc trên các phương tiện truyền thông, thông tin khác. Kể cả bản án dân sự sơ thẩm số 08/2015/JS-ST ngày 22 tháng 7 năm 2015, nên không thể thực hiện quyền của mình theo pháp luật quy định. Việc làm trên của Tòa án tỉnh Lâm Đồng đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục niêm yết công khai theo quy định tại Điều số 154 Bộ Luật Tố Tụng Dân sự năm 2004. Thủ tục niêm yết công khai quy định tại Điều 154 Bộ Luật Tố Tụng Dân sự năm 2014. Tại khoản 1 quy định, việc niêm yết công khai văn bản tố tụng chỉ được thực hiện khi không rõ tung tích của người được cấp, tống đạt hoặc thông báo không thể thực hiện được việc cấp, tống đạt hoặc thông báo được tiếp. Ở khoản 2, việc niêm yết công khai văn bản tố tụng do tòa án trực tiếp hoặc ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng của người được cấp, tống đạt hoặc thông báo được thực hiện theo thủ tục sau đây. Ở điểm A, niêm yết bản chính tại trụ sở tòa án, Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng của người được cấp, tống đạt hoặc thông báo. Đối với trường hợp ông Lê Lạc là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án, theo bản án sơ thẩm cho rằng ông Lê Lạc là người trực tiếp đứng ra giao dịch và là người trực tiếp giao số vàng để thanh toán cho bên bán thửa đất nêu trên. Nhưng khi làm việc với tổ phóng viên báo điện tử Tầm Nhìn, ông Lê Lạc không thừa nhận và cho rằng những tài liệu được lưu trong hồ sơ vụ án dùng làm chứng cứ là tài liệu giả. Do đó, những ai đã có hành vi làm giả mạo giấy tờ hoặc nhân danh của ông Lê Lạc để ký các văn bản đó cần phải xử lý theo quy định tại Điều 267 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Tại điều luật ấy có ghi tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Ở khoản 1, người nào làm giả con dấu tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan tổ chức hoặc sử dụng con dấu tài liệu giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan tổ chức hoặc công dân thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Ở khoản 2, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm. Ở điểm A, có tổ chức. Ở điểm B, phạm tội nhiều lần. Ở điểm C, gây hậu quả nghiêm trọng. Ở điểm D, tái phạm nguy hiểm. Tại khoản 3, quy định phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 4 năm đến 7 năm. Ở khoản 4, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Để trả lại quyền lợi cho bà Thảo là người chủ sở hữu hợp pháp đối với thửa đất đã được Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số SO74305 ngày 23 tháng 5 năm 2001.
chúng tôi đề nghị các cơ quan có thẩm quyền căn cứ Điều 283 và Điều 284 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2004 kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm để hủy bản án sơ thẩm đã có hiệu lực như đã nêu trên. Các cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra xem xét quá trình thụ lý vụ án và có hay không sự ngụy tạo chứng cứ giả của nguyên đơn và cấu kết với các cán bộ, tổ chức liên quan tới vụ án để đưa vụ án ra xét xử với những chứng cứ không thật và kết luận bản án không khách quan như đã nêu trên. Báo Điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này tới độc giả.